Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên, Văn Yên và Yên Bình vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Lục Yên đã thông báo về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bố số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện được bầu là 35 đại biểu. Đại biểu là nữ chiếm 37,1%, đại biểu trẻ tuổi chiếm 22,9%. Đại biểu là người ngoài đảng chiếm 11,4%, đại biểu tái cử chiếm 40%. Qua thảo luận, các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất cao về đề xuất của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện về số đại biểu giới thiệu ứng cử là 92 người. Theo phân bổ, huyện Yên Bình được bầu 35 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, đại biểu tái cử 54,2%, đại biểu là nữ trên 44%, đại biểu là người dân tộc thiểu số 37,1%, đại biểu là người ngoài đảng là 5,7%, đại biểu tôn giáo là 8,57%. Thảo luận tại hội nghị, 100% các đại biểu đã nhất trí với cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Văn Yên được bầu là 35 đại biểu, trong đó cơ cấu đại biểu nữ, trẻ tuổi, dưới 40 tuổi, tái cử, ngoài đảng đều đảm bảo cao hơn quy định. Đại biểu là người dân tộc thiểu số có tỷ lệ phù hợp, đại biểu ở các cơ quan quản lý nhà nước giảm so với nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, 100% đại biểu đã nhất trí với cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở đó, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tiếp thu, điều chỉnh và thực hiện các quy trình tiếp theo đảm bảo quy định.